Từ hàng trăm triệu năm trước, sự sống xuất hiện trên trái đất, được đất mẹ nuôi dưỡng bằng bầu không khí trong lành, dòng nước mát trong và những tài nguyên giàu có. Từ sự khởi nguồn mạnh mẽ của vạn vật, con người mang trí tuệ của mình làm cho cuộc sống ngày một phát triển hơn. Nhưng cũng chính điều đó đang làm tổn hại cho mẹ thiên nhiên. Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm không khí nói riêng. Phát triển kinh tế xã hội, gia tăng dân số là phát sinh những mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khiến không khí đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ra các bệnh đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Các bạn thân mến, hiện nay tác động của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người rất lớn. Theo thống kê của WHO, thì ta thấy rằng là cái ô nhiễm không khí nó đã dẫn đến những cái bệnh lý đường hô hấp và thậm chí dẫn đến tử vong. Theo thống kê năm 2018, thấy rằng trên toàn cầu có 7 triệu người chết vì nguyên nhân ô nhiễm không khí. Và riêng khu vực Tây Thái Bình Dương thôi cũng đến 2,2 triệu người. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? Theo thống kê mới nhất thì chúng ta được biết của Bộ Y tế thông báo có đến 60.000 người cũng bị tử vong do ô nhiễm không khí. Cái ô nhiễm này nó có thể làm cho đứa trẻ hoặc là kể cả những người lớn trong gia đình rất dễ bị mắc các bệnh đường hô hấp. Và khi bị mắc các bệnh đường hô hấp thì nó rất là hay tái phát. Kháng sinh nguy hiểm ở cái mức mà không ai nhìn thấy, gia đình mình không nhìn thấy, đó là hiện tượng kháng kháng sinh mà chúng ta cứ gọi nôm na là nhờn thuốc. Thì khi bị nhờn thuốc rồi thì sao ạ? Thì những lần bị bệnh sau cũng có khi chỉ nhẹ thôi, cũng không nặng lắm. Nhưng mà mình dùng các kháng sinh thông thường không còn tác dụng nữa, bởi vì nó đã kháng thuốc rồi, đã nhận thuốc rồi. Cho nên nếu mà chúng ta tạo ra được cái môi trường không khí ở trong nhà mà trong lành thì cũng là một trong những lý do rất quan trọng để chúng ta có thể làm giảm các cái tỷ lệ mắc bệnh hoặc cũng như là tái phát bệnh đường hô hấp của các cháu cũng như là các thành viên khác trong gia đình. Thấu hiểu nỗi lo của toàn xã hội, máy lọc không khí Eco ra đời với mong muốn mang lại không khí trong lành cho mọi gia đình Việt, bảo vệ hạnh phúc và sự an toàn của người Việt. Máy lọc không khí Eco với màng lọc tiêu chuẩn công nghệ HEPA lọc 99% các loại bụi, khí, mùi, lông thú cho không gian ngôi nhà của bạn luôn thoáng mát, dễ chịu, an toàn với cả trẻ nhỏ. Đặc biệt, máy lọc không khí Eco có hệ thống cảm biến siêu nhạy bén, dễ dàng sử dụng trong mọi môi trường để mỗi nơi trên hành trình sống đều là sống trong lành trong từng nhịp thở. Với công suất, tốc độ lọc khí cao, khả năng bắt kết tất cả các loại bụi trong không khí giúp giảm thiểu tối đa bụi là món quà sức khỏe quý giá cho gia đình để người thân của bạn được trải nghiệm cuộc sống chất lượng. Máy vận hành êm ái, đầy đủ chế độ ban đêm, hệ thống cảnh báo thông minh, tiêu chuẩn chất lượng Hàn Quốc mang lại cảm giác hài lòng tuyệt đối cho người sử dụng. Sống khỏe là nhu cầu chung của mọi người, mọi nhà. Bởi vậy, thực trạng ô nhiễm môi trường ngày một diễn ra nghiêm trọng ở nước ta, tìm kiếm và sở hữu những sản phẩm hỗ trợ cải thiện môi trường sống là vô cùng cần thiết. Máy lọc không khí Eco tự hào là thương hiệu đồng hành với sức khỏe của mọi gia đình Việt, được hàng triệu người Việt tin dùng. Eco cho cuộc sống trong lành.